Tọa lạc tại một trong những khu vực sầm uất nhất của thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trải qua 120 năm hình thành và phát triển. Năm 1903, từ một trạm y tế chữa trị miễn phí cho cộng đồng người Hoa, đến năm 1919, trạm được xây dựng quy mô lớn hơn với tên mới là Y viện Quảng Đông. Năm 1978, Y viện Quảng Đông được công lập hóa theo chủ trương của chính phủ và được đổi tên thành Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho đến ngày nay. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, bệnh viện là chứng nhân của thời cuộc, vừa tham gia vào đời sống xã hội một cách tích cực, vừa góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân thuộc mọi thành phần trong xã hội. Đây chính là niềm tự hào và kim chỉ nam để bệnh viện làm tròn sứ mệnh của mình. Hiện tại, Nguyễn Tri Phương đang là một trong những bệnh viện đa khoa hạng nhất đáng tin cậy, là nơi để gửi gắm sức khỏe của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Bệnh viện đặt lợi ích sức khỏe của người bệnh là mục tiêu hàng đầu, theo đuổi cải tiến chất lượng liên tục, lấy sự đánh giá và hài lòng của người bệnh làm tiêu chí để hoàn thiện, đồng thời cũng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và không ngừng góp sức cho sự phát triển của nền y học nước nhà. Khoa nội tiêu hóa chúng tôi là một cái đơn vị thăm khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh về đường tiêu hóa gan mật. Khoa chúng tôi có khoảng 80 giường, trong đó có một phòng là phòng bệnh nặng và 3 phòng khám để điều trị ngoại trú cho bệnh nhân. Về mặt tổ chức, tôi là trưởng khoa, có 2 phó khoa là bác sĩ Đoan và bác sĩ Đô và một điều dưỡng trưởng là chị Sương. Về bác sĩ, chúng tôi có 14 bác sĩ, trong đó 50% là bác sĩ sau đại học và 20 điều dưỡng, trong đó từ cái trung cấp trở lên. Chúng tôi có một cái công tác nữa, đó là công tác tham gia vấn đề giảng dạy cho các sinh viên, cho các bác sĩ nội trú sau đại học, cũng như là tham gia cấp điều trị, tham gia trong công tác huấn luyện cho các bác sĩ 18 tháng để cấp chứng chỉ hành nghề. Chúng tôi luôn luôn là một cái nơi để mà tạo sự tin yêu của người bệnh đối với khoa cũng như đối với nhân viên của bệnh viện. Chúng tôi luôn xây dựng một cái hình ảnh, một thương hiệu của bệnh viện, đó là một cái bệnh viện năng động, thân thiện và phát triển. Bên cạnh công tác điều trị thì còn có lực lượng đội ngũ điều dưỡng hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân. Tất cả chúng tôi gồm có là 20 điều dưỡng, tất cả được chuẩn hóa trình độ cử nhân điều dưỡng, cao đẳng điều dưỡng. Các điều dưỡng chúng tôi là làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đầy nỗ lực, hết sức mình, lấy bệnh nhân làm trung tâm. Cái lĩnh vực hoạt động của khoa nội tiêu hóa về chuyên môn thì là nó có nhiều cái lĩnh vực, trong đó có những cái bệnh chủ yếu như là bệnh lý tiêu hóa gan mật tị. Ví dụ điển hình các cái bệnh mà mình thường điều trị cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú ở đây á, là thường theo tần suất thường gặp nhất, ví dụ như là xuất huyết tiêu hóa, bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, bệnh viêm đại tràng, bệnh viêm tụy cấp, bệnh xơ gan, bệnh xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản đó. Và tùy theo cái thời vụ, có thể là có những cái tần suất bệnh nó tăng lên, ví dụ như là mùa hè thì các cái bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa nó nhiều hơn là những cái mặt bệnh khác. Mỗi ngày tiếp nhận khoảng 130-140 bệnh nhân khám bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bệnh nhân có bảo hiểm y tế là trên 95%. Thì với cái lượng bệnh như vậy thì phòng khám được thiết kế là có thể là hai bác sĩ hỗ trợ để có thể giải quyết được cái lượng bệnh nhiều như vậy và có thể khám kỹ hơn cho các bệnh nhân. Đa phần các bệnh nhân thì là hài lòng với cách phục vụ của bác sĩ ở đây. Tuy là có một chút áp lực nhưng mà
để giúp được các bệnh nhân điều trị các bệnh tốt hơn thì bác sĩ cũng cố gắng hết sức của mình. Thì ở đây là phòng khám dịch vụ khoa nội tiêu hóa phòng A1.8 của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chuyên khám các cái bệnh lý về tiêu hóa và gan mật, về dạ dày, tá tràng, đại tràng và các bệnh lý về gan mật. Thì trung bình hàng ngày phòng khám dịch vụ khoa nội tiêu hóa thì tiếp nhận khoảng từ 40 đến 50 bệnh nhân. Ưu điểm của cái việc khám dịch vụ ở phòng khám dịch vụ khoa nội tiêu hóa thì bệnh nhân sẽ được, với cái số lượng bệnh hạn chế cho nên bệnh nhân sẽ được bác sĩ thăm khám kỹ càng hơn và thời gian lâu hơn, cũng như là cái thời gian chờ đợi sẽ ngắn hơn. Hòa theo khẩu hiệu năng động, thân thiện, phát triển của bệnh viện, khoa nội tiêu hóa gan mật luôn không ngừng mang đến những cơ hội nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, ngày càng khẳng định được chuyên môn và vị thế của khoa, xây dựng một môi trường làm việc theo khẩu hiệu tiêu nỗi buồn, hóa niềm vui. Về định hướng phát triển trong thời gian tới, khoa nội tiêu hóa sẽ đẩy mạnh các công tác chuyên môn sâu về các bệnh lý như là gan, mật, tụy, bệnh lý dạ dày tá tràng. Với ưu thế là một tập thể năng động, trẻ, thì trong thời gian tới, khoa nội tiêu hóa sẽ triển khai thêm thực hiện các nghiên cứu dành cho các bệnh lý thường gặp và cả những cái bệnh lý khó như các bệnh lý ở đại tràng, các bệnh lý ở gan. Khoa nội tiêu hóa nỗ lực hết mình, vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển. Bên cạnh công tác chuyên môn khám chữa bệnh hàng ngày, tập thể khoa nội tiêu hóa luôn tích cực tham gia các phong trào văn thể mỹ của bệnh viện, được tổ chức hàng năm mừng xuân, mừng các ngày lễ lớn của đất nước và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, như giải nhất hội thi văn nghệ mừng xuân năm 2020, giải nhất hội thi thiết kế poster năm 2022, giải nhì hội thi văn nghệ mừng xuân năm 2019, giải ba hội thi trang trí tiểu cảnh mừng xuân năm 2022, giải khuyến khích hội thi thời trang, cắm hoa, chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam năm 2018 và nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tổ công đoàn vững mạnh. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, tập thể nhân viên khoa nội tiêu hóa luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với phương châm lương y như từ mẫu, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, sẵn sàng nhận lệnh điều động đến làm việc tại các bệnh viện dã chiến, các khu điều trị Covid, cùng người dân thành phố và cả nước chiến đấu vượt qua đại dịch. Đại dịch vừa qua không chỉ là nỗi ám ảnh đối với người bệnh mà còn là nước mắt và mồ hôi của nhân viên y tế. Trong giai đoạn đó, gần như 100% nhân viên khoa nội tiêu hóa đã sát cánh cùng bệnh viện Nguyễn Tri Phương nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung để vượt qua đại dịch. Có rất nhiều khó khăn và vất vả về áp lực công việc, áp lực về sức khỏe, gia đình đè nặng lên vai của tất cả nhân viên. Nhưng mà với trách nhiệm của một người nhân viên y tế thì chúng tôi không thể bỏ cuộc. Cuối cùng những nỗ lực đó đã được những cái thành quả xứng đáng. Và quan trọng nhất là sự hồi phục của người bệnh và Việt Nam đã tương đối là vượt qua đại dịch.